bảo đi ăn gì đó. Trời ơi, bảo đi ăn hủ tiếu nha, hủ tiếu nha. Không có ăn được không? Yeah, yeah, ngon, hủ tiếu ngon, hủ tiếu ngon. Bảo với bà ăn nha. Đang ăn hủ tiếu xương nha các bạn. Nhà Mùi đang ăn hủ tiếu xương. Còn Mùi sao ăn gì Mùi? Mùi không ăn hủ tiếu mà Mùi ăn gì? Mùi ăn mì. Mùi ăn mì với Hoành Thánh chứ Mùi không ăn hủ tiếu nha. Đâu, 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 đâu. Được không, được không, được không? Gớt, cái gì gớt cái muỗng. Rồi, nè, má ăn đi, đút máu miếng thịt đi nè. Ngon quá, đã quá, yeah, ngon, ngon, ngon. Còn Mùi ăn gì? Mùi ăn được cục Hoành Thánh nào chưa? Ủa? Cho mẹ coi Hoành Thánh với. Sao? Sao vậy con? Sao? Ừ? Chị xí muội phải không? Đây nè, mà chị xí muội đây nè. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây gặp chị. Rồi bắt tay chị xí muội đi. À, thấy không? Em á, em fan á. Tay chị xí muội nha. Rồi ôm em gái thấm thiết cái. Rồi hai chị em. Rồi. Rồi. Tao tên. Rồi hỏi em tên gì? Mời hỏi em tên gì? Em tên Phương Thảo, tên dễ thương quá ha, tên đẹp quá ha. Rồi. Này em đi ăn giống chị Muội luôn á. Rồi. Trời ơi, bữa nay gặp bán đồ. Phải quá. À. Gì không? Thế em đi học chưa? Em đi học rồi, em học lớp mấy rồi? À em học trường mầm non. À giỏi quá ha, em học trường mầm non rồi đó. Biết chị Muội học lớp mấy không? Chị Muội học lớp mấy? Chị Muội trả lời. À, chị học lớp 2 rồi. À, em cầm đũa em đi ăn á. Em ăn chưa? Em ăn chưa? Có ăn chưa? Rồi à, em về em ăn. Rồi chị về chị ăn luôn. Rồi à, ăn tiếp rồi. Ôi gặp em. Gặp gái nha. Em dễ thương nha. Em dễ thương nha. Rồi, anh hai được. Rồi, anh hai đang ăn à. Rồi, rồi ăn đi. À, thấy em không? Em dễ thương không? Má thấy em dễ thương không? Ừ, em dễ thương nha. Rồi. Rồi, mời ăn Hoành Thánh đi. Mời ăn miếng Hoành Thánh cho ngon không? Hôm nay Mùi đi ăn vui không con? Vui không? Vui gặp Thanh ha. Gặp em dễ thương nha. Sao anh hai sao? Ừ? Anh hai dè, yeah, anh hai muốn ăn. Anh hai ăn lẹ đi. Chưa ăn hả con? Chưa ăn hả? Quay ngồi chơi chị Muội nè, cái ghế ngồi kế bên chị Muội chơi. Muội đang ăn rồi. Đó, em thích Muội ghê chưa, thấy không? Em đi ăn nó gặp Muội em vui lắm. Em mấy tuổi rồi? Em 4 tuổi à hả? Rồi đó ăn chung với chị Muội luôn. Đó. Cái gì? Trời ớt rồi cay nè. Cay chứ. Em ngồi ăn chung với Muội luôn á, Muội chịu không? Ăn thì vui với em nha. Đây, đây. Đó kìa em kìa. Này. Đó, em có tôm nhỏ đó thấy không? Rồi, để cho lấy bản chứ. Sao anh hai vui quá, anh hai da rồi, anh hai thấy có em, có em ăn chung em, anh hai vui quá, anh hai da. Em cũng ăn hủ tiếu quá không. Thôi đừng em ăn hủ tiếu với Muội. Muội ăn đôi với em nha. Hả? Với Muội đi ăn với hai đi. Ăn với Thảo nha. Bữa nay Thảo ăn rồi, Thảo gặp chị Muội không? Ủa sao chị Muội ở đây mà chị Muội ở
chị muội cũng ở Bến Tre giống như mình vậy đó, cho nên Thảo xem thì trong trong hình YouTube thì Thảo thấy chị xíu muội thì ở ngoài thì cũng là chị xíu muội thôi. À, thấy chị xíu muội biết chị xíu muội trong hình thôi. Ừ, ai thấy ở ngoài phải không? Ở ngoài vui không? Thấy vui không? Bỏ ăn đi, bỏ ăn đi. Đó, em á. À, hai muội ăn rồi chung. Hai ăn luôn đi. Rồi, ăn đi. Ăn giỏi nha. Ăn đua cho chị muội luôn. Ăn thì đua nha. Đua kìa. Chị muội ăn thì đua nha, chị muội ăn tô bự chứ. Chị muội đua mà chị muội ăn tô bự quá. Em ăn lớn mà. Nói cho em cũng tự ăn đó thấy không? Em nhỏ xíu mà em cũng tự ăn đó thấy không? Em hay không? Giỏi vậy. Em ăn hết chưa? Em ăn hết chưa? Mà em hỏi chị muội ăn hết chưa? Ăn thì đua cho nên em hỏi chị ăn hết chưa? Chị còn nè, chị còn mấy chục bánh thánh thôi, chị hết à. Chị ăn lẹ lắm á. Chị muội ăn nhanh lắm á. Ừ, còn nửa tô à. Còn hai, hai ăn hết chưa? Ừ, nhai nuốt lẹ lên, nhai nuốt lẹ lên, đi đua, đi đua. Thì đua với hai em. Ừ, ăn xong mấy cục đó đập tô mẹ ơi, em bưng đi rồi hả? Em đâu ăn. Em thấy chị muội nói em sợ em thua. Em không ăn nữa hả? Em cho mẹ hả? Em ăn ít chợ. Em ăn lắm. Em đồ quá. Vậy hả? Ừ. Sao con nói vậy? Để con thấy tô bằng ừ. Bởi vậy tô ăn càng ngày càng đầy lên phải không? Muối màu vàng và nước này màu đen. Nước nào màu vàng? Không, do cái ly đó con. Cái ly á, tại cái ly con nó màu hồng, còn này hồng đậm hơn. Cái cùng một ca rót ra nè. Trời ơi, hai chị em vô hả? Cụng ly hả? Cụng cái nữa đi. Vô. 2, 3, vô. Rồi, đã chưa? Rồi, ba em nha. Em về hả? Em về rồi. Hai ba em nè. Này, bye bye. Hai bye bye em. Thì xíu muội ra ngoài, xíu muội không ở trong điện thoại nữa, giờ xíu muội ra ngoài, xíu muội ăn. Không phải, xíu muội đi chơi. Xíu muội ở nhà, xíu muội quay. À, bình thường xíu muội ở nhà, ha, mới thấy trong điện thoại. Vô cái nữa đi, vô. 1, 2, 3, vô. Vô. Máu cũng bưng tô, máu định vô. Máu ơi, thôi 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 rồi rồi. Máu ơi, em kêu máu ơi. Máu phái dữ. Em kêu máu ơi, máu phái, máu cười luôn. Dạ, yeah. Vô lại nữa hả? Vô. Vô. Rồi, ngồi đi cho chồng tắm thành với chị một chưa không? Hả? Ừ, rồi mẹ xem nghe. Rồi, xong rồi đi. Cụng ly hay gì? Cụng ly đi. 2, 3.